Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, cũng như toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và lúc này thì em đang có mặt ở thành phố Gunma. Và trong cái tiệm này thì nó có một cái đồng hồ Rolex Datirut đời chót của đầu 5 số, niềng vàng, đờ mi vàng 18K. Rất là đẹp. Nhưng có điều rất tiếc là em thấy chiếc đồng hồ này thì người ta không còn giữ được giấy tờ. Và giá người ta đang chào bán là khoảng 880.000 yên. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một lượt và em sẽ báo giá trực tiếp trong video. Và theo như đánh giá của em thì chiếc đồng hồ này nó vẫn còn rất là mới. Và theo như quan điểm của em thì độ mới của nó còn phải lên đến 97%. Đặc biệt là đồng hồ không có một vết xước răm mi. Nếu như quý vị và các bạn nhận về tay mà quý vị và các bạn tìm thấy một vết xước răm mi thì em sẽ bù cho quý vị và các bạn là 10 triệu. Rất đẹp luôn ạ. Mặc dù không còn giấy tờ nhưng đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp, rất lung linh và lấp lánh. Và chiếc đồng hồ này thì đang được chào bán ở Nhật với mức giá là 880.000 yên. Và giá em bán về tận tay cho quý vị và các bạn với mức giá là 168 triệu. 168 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Một chiếc Rolex Datirut niềng vàng, đờ mi vàng 18K rất đẹp. Và đây là cái quai của đồng hồ. Ngay cả cái quai của đồng hồ thôi thì quý vị và các bạn cũng không nhìn thấy vết xước răm mi luôn. Thì điều đó chứng tỏ gia chủ người ta cũng rất là ít đeo cái đồng hồ này. Và đời của chiếc đồng hồ này thì không còn giấy tờ cho nên em không xác định được cái năm. Nhưng mà theo như em tìm hiểu thì chiếc Rolex đời chót của đời Datirut này thì người ta làm từ những năm 1988 đến những năm 1999. Và đây là đời chót của Datirut và niềng vàng, đờ mi vàng 18K. Và ngay sau đây thì em đang dùng một cái thước kẹp và em đo cái đường kính của mặt đồng hồ. Và sau khi em đo cái đường kính của mặt đồng hồ thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 35mm. Với kích cỡ là 35mm thì nó thích hợp với mọi cỡ của tay. Và ngay sau đây thì em sẽ vào tay thử. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là khung tay của em là khung tay to, nhưng em đeo thì cũng rất là cân đối. Và với mức giá là 168 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm trong video ngắn ngày hôm nay. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì tiếp tục em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc đồng hồ cũng rất nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Đó là một chiếc đồng hồ của nữ hiệu Oris. Và chiếc đồng hồ này thì nó có 4 kim, kim giờ, kim phút và kim ngày như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Máy 17 chân kính, hàng automatic, tự động lên dây, made in Thụy Sĩ. Và chiếc máy này thì nó nộ cơ ở mặt đằng sau. Và đặc biệt là quý vị và các bạn quan sát thật kỹ của em là cái niềng của đồng hồ, mặt kính và đờ mi của đồng hồ thì nó không có hiện tượng bị xước. Rất đẹp luôn ạ. Từ quai của đồng hồ vẫn còn nguyên bản theo đồng hồ. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một lượt và em sẽ báo giá trực tiếp trong video để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và đây là một chiếc đồng hồ nộ cơ ở mặt đằng sau và nó chịu được nước là 50m. Mặt kính trước và mặt kính sau là mặt kính sapphire chống xước rất đẹp của Thụy Sĩ. Và quý vị và các bạn có thể mua chiếc đồng hồ này để tặng các cô, các chị em phụ nữ. Rất đẹp luôn ạ. Rất lung linh và lấp lánh. Và đối với những chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ và mức giá người ta bán rất là phải chăng, và gặp được những chiếc đồng hồ như thế này cũng rất là ít trên thị trường. Quan trọng nhất là mức giá bán về tận tay cho quý vị và các bạn. Và đồng hồ thì quý vị và các bạn có thể thấy được là hàng automatic 17 chân kính. Và mức giá em bán về tận tay là khoảng 6 triệu 800. 6 triệu 8 là em sẽ đóng đường bay về tận nhà Oris. Và ngay cả cái quai của đồng hồ thôi thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được là nó không có hiện tượng bị xước răm mi. Rất đẹp luôn ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ dùng một cái thước kẹp và em sẽ đo cái đường kính của đồng hồ để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và sau khi em đo cái đường kính của mặt thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 28,5. Xấp xỉ 28,5 mini. Và em xin thông báo lại là chiếc đồng hồ này thì em bán về tận tay với mức giá là 6 triệu 8. 6 triệu 800 là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì em sẽ quay cái mức giá mà người ta đang chào bán ở Nhật. Và giá người ta đang bán ở Nhật là 33.000 yên. Em xin lỗi, em đọc nhầm ạ. 33.000 yên.
Và giá em bán về tận tay cho quý vị và các bạn là 6.800.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc SUP rất nổi tiếng của hãng Yamaha, và nó có model là Yamaha IST-SW320. Và đây là một chiếc SUP rất thích hợp để các bác kê trong căn phòng karaoke có diện tích khoảng 20m2 đến 30m2. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một lượt và sau đó là em sẽ báo giá trực tiếp trong video. Và trong những góc quay thì quý vị và các bạn hãy cố gắng để ý thật kỹ của em. Bốn cái góc của SUP thì nó không có hiện tượng bị cấn, đặc biệt là cái đề can giả gỗ của nó vẫn còn rất đẹp. Và bốn góc thì nó vẫn còn rất là vuông thành sắc cạnh, thì điều đó chứng tỏ SUP vẫn còn rất là mới ạ. Rất đẹp luôn, rất lung linh và lấp lánh. Và với một kiểu bát thiết kế làm úp xuống mặt đất thì khi quý vị và các bạn ngồi trong bất kỳ vị trí nào trong căn phòng karaoke thì quý vị và các bạn cũng có thể cảm nhận được tiếng bát của nó rất là mạnh. Rất đẹp luôn ạ. Đặc biệt là cái bát thì người ta thiết kế một cái e căng bằng sắt bảo vệ. Như vậy là quý vị và các bạn có thể thấy được đây là cái mặt đằng sau của SUP vẫn còn rất đẹp. Đặc biệt là cái đường kết nối nhạc vào được mạ đồng rất là đẹp luôn ạ. Và đây là những cái lúm tinh chỉnh giải tần của bát. Khi quý vị và các bạn muốn nghe chế độ SUP bát như thế nào thì quý vị và các bạn hãy điều chỉnh. Và đây là cái số seri của máy. Và em rất tiếc là cái số seri này thì người ta đã dính một chút giấy và em cần phải cạy nó ra. Thì quý vị và các bạn sẽ nhìn được rõ ràng hơn ạ. Và cái số seri của nó là 6060. Một cái số seri rất đẹp luôn ạ. Yamaha và công suất cực đại là 85W, AC là 100V. Và chiếc SUP này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 9 triệu. Với mức giá là 9 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và đây là cái bát. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái bát của SUP người ta thiết kế một cái e căng bằng sắt. Rất đẹp luôn ạ. Và với mức giá là 9 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể kết nối Zalo với em để mua được mức giá ưu đãi mà em sẽ tri ân đến tất cả khách hàng của mình. Rất đẹp luôn ạ. Với mức giá là 9 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà. Và mọi chi tiết thì xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Và số Zalo của em là số Zalo Nhật Bản. Và số Zalo ở bên Việt Nam là số Zalo của người đại diện pháp lý của em ở bên Việt Nam. Và để nối tiếp chương trình cho video ngắn ngày hôm nay thì tiếp tục em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị, đặc biệt là các bác nhạc công, một cây guitar cũng rất đẹp. Và đây là những cây guitar mà em đã mua, nhưng có một cây guitar đặc sắc nhất thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Đó là một cây guitar cổ điển dây cước. Và cái cây guitar này của hãng Yamaha và được làm tại Indonesia. Và như quý vị và các bạn thấy được là cái ngăn chia của cây guitar nó vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Và cái mặt thùng của cây guitar thì quý vị và các bạn có thể thấy được là nó vẫn còn rất là mới, rất bóng. Thậm chí là em ngồi em quay video thì em có thể vừa quay video vừa soi gương được. Và đây là cái model của cây guitar Yamaha CG102, hàng của Made in Indonesia. Và đây là cây guitar rất thích hợp để các bác chơi những bản nhạc cổ điển. Và những cây guitar dây cước như thế này thì nó có chất âm rất là hay và nó rất thích hợp đối với những bản acoustic. Rất đẹp luôn ạ. Và mức giá em bán về tận tay là khoảng 3 triệu. 3 triệu là em sẽ bao ship đường bay. Và ở góc quay này thì quý vị và các bạn sẽ thấy được là cây guitar nó vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Như quý vị và các bạn đang thấy trong video, nó không có hiện tượng bị há. Như vậy là chứng tỏ cây guitar này người ta cũng rất là ít sử dụng, cho nên là nó mới đẹp và mới như vậy. Và quý vị và các bạn hãy cố gắng quan sát thật kỹ của em tất cả những phần kim loại ở trên cái chỗ để chúng ta điều chỉnh dây đàn thì nó vẫn còn rất là mới, rất sáng, rất bóng luôn. Ngay cả cái lúm nhựa cầm nó vẫn còn rất đẹp, hầu như là nó không để lại cái dấu vết vân tay. Thì em suy ra là cây guitar này người ta không sử dụng, cho nên là người ta mới giữ được nó mới như vậy. Và em hỏi anh quản lý thì có giữ được cái hộp của nó không, thì anh quản lý anh có nói rằng là không có hộp và nó chỉ có mỗi cây guitar không thôi. Và với mức giá là 3 triệu, em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em để biết thêm về cây guitar này. Và khi quý vị và các bạn mua cây guitar này thì em sẽ tặng quý vị và các bạn một cái miếng móng gầy để quý vị và các bạn chơi ạ. Rất đẹp luôn ạ. Và để nối tiếp chương trình cho video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ chuyển cảnh
Và quay trở lại với căn phòng nhỏ của em thì em sẽ review một số những sản phẩm để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và đây là những cái mẫu máy hút ẩm mà hôm nay em có mua được về để review. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em có 4 máy và em sẽ review một lượt và sau đó là em sẽ báo giá chi tiết từng cái một để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và tất cả những cái thương hiệu máy hút ẩm này đều là của hãng Corona như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Rất đẹp luôn ạ. Và chiếc máy hút ẩm này thì nó có thể sử dụng cho một cái diện tích phòng khoảng 50m² đến 70m². Rất đẹp luôn ạ. Và đây là cái thương hiệu rất nổi tiếng ở Nhật. Và những cái mặt hàng này là mặt hàng cấm xuất khẩu của Nhật. Người ta chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một lượt và sau đó là em sẽ review kỹ càng một chiếc để em giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và ở ngoài Bắc mùa này thì trời nó rất là nồm và có nhiều độ ẩm. Cho nên là quý vị và các bạn cân nhắc khi mua một chiếc máy hút ẩm như thế này thì sẽ rất là tốt để quý vị và các bạn có thể khử ẩm trong căn phòng của quý vị và các bạn. Đặc biệt là chúng ta sẽ bảo quản đồ nó được tốt hơn. Và tất cả cái máy này thì em đang test và máy hoạt động rất là ok. Và mức giá em bán về tận tay là khoảng 7 triệu một cái. 7 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và trong thời gian vừa rồi thì đã có rất nhiều các bác mua những chiếc máy hút ẩm như thế này. Nhưng hôm nay thì em đi thị trường em rất là may mắn, em lại mua được 4 cái về để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Rất đẹp luôn. Và ở góc quay này thì quý vị và các bạn thấy được là sau khi quý vị và các bạn bật chế độ hút ẩm thì nó sẽ đưa ra một luồng không khí lạnh rất là mát. Và trong quá trình nó xử lý thì nó sẽ ngưng đọng hơi nước và nó đựng vào một cái khay. Và khi cái khay nó đầy nước thì quý vị và các bạn mang khay đi đổ. Và mỗi một chiếc máy hút ẩm như thế này thì một ngày nó sẽ khử ẩm được từ 9 đến 10 lít nước. Như vậy là quý vị và các bạn có thể thấy được là cái hiệu suất làm việc của nó cực kỳ là lớn. Và sau khi nó khử ẩm thì nó sẽ đưa ra một cái luồng gió mát đến căn phòng của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì em đang test một số những chức năng. Và sau khi em test thì em thấy máy làm việc rất là ok. Và sau khi quý vị và các bạn tắt nguồn đi thì cái cửa gió lạnh nó sẽ đóng lại. Rất là đẹp luôn ạ. Quý vị và các bạn có thể dùng máy để hút ẩm hoặc là để trang trí trong căn nhà cũng rất là đẹp. Và với một chiếc máy như thế này, quý vị và các bạn có thể thấy được là nó cũng rất là đẹp và nó rất là hữu ích trong căn phòng của quý vị và các bạn. Đặc biệt là ngoài Bắc có cái mùa nồm thì em nghĩ đây là một sản phẩm quý vị và các bạn có thể dùng để hút ẩm rất là tốt. Và với mức giá là em đóng đường bay khoảng 7 triệu, 7 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn có thể cọc cho em 3 triệu, còn lại 4 triệu thì quý vị và các bạn nhận hàng, sau đó là thanh toán tiền cho shipper. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và những cái mẫu hút ẩm như thế này thì ở Nhật người ta rất là hay dùng, đặc biệt là cái thương hiệu Corona. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng ở Nhật. Và những cái mẫu hút ẩm này thì Nhật người ta cấm xuất khẩu sang nước thứ hai. Và đây chỉ là những cái sản phẩm được sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật. Và một xíu nữa thì em sẽ quay cái mặt đằng sau để quý vị và các bạn thấy được cái thông số kỹ thuật của những chiếc máy hút ẩm như thế này. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần review chi tiết một cái để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái dàn lạnh của máy rất là mới, rất đẹp luôn. Tất cả những cái thanh tản nhiệt nó không có hiện tượng bị cong méo. Và nó còn rất đều nhau, rất đẹp. Thì điều đó chứng tỏ là người Nhật người ta cũng rất là giữ gìn. Và đây là cái khay đựng nước. Và sau khi nó hút ẩm thì nó sẽ đựng nước vào đây. Và sau khi cái khay này nó đầy thì quý vị và các bạn phải mang đổ đi. Và cái dung lượng của nó đựng thì nó lên đến khoảng 6 đến 5 lít. Như quý vị và các bạn đã thấy trong video ạ. Từ 5 đến 6 lít là quý vị và các bạn phải mang đổ nước. Và hai bên là hai cái dàn lạnh thì quý vị và các bạn sẽ quan sát thật kỹ là cái dàn lạnh của máy vẫn còn rất đẹp luôn ạ. Cực kỳ là mới. Và chiếc máy hút ẩm này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 7 triệu. 7 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và thông qua những góc quay này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái dàn lạnh của máy vẫn còn rất mới, rất đẹp. Và ngay sau đây thì em sẽ quay cái thông số kỹ thuật của máy. Và đây là cái model của máy thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái model của nó là Corona. Và công suất cực đại của máy, AC của máy là 100V và công suất cực đại là từ 220 đến 240W. Công suất của nó rất là lớn.
và cái số series là 818 và nó có thể lọc được từ 9 đến 10 lít nước một ngày. Và quý vị và các bạn thấy trọng lượng của máy là 13 kg, đời 2018 và từ Nihon, hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật. Đây là hàng cấm xuất khẩu sang nước thứ hai và với mức giá là 7 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Quý vị và các bạn hãy vào Google để dịch cái từ mà tay em chỉ, đó là từ hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật. Và với mức giá là 7 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Rất lung linh và lấp lánh, và với một chiếc máy hút ẩm như thế này thì quý vị và các bạn sẽ khử được cái hơi ẩm trong căn nhà. Qua đó quý vị và các bạn sẽ bảo vệ được đồ đạc nó bền hơn, đẹp hơn, và đặc biệt là không khí trong ngôi nhà của quý vị và các bạn nó trong lành hơn. Từ đó quý vị và các bạn sẽ có điều kiện được thưởng thức cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Và với mức giá là 7 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm máy hút ẩm trong video ngắn ngày hôm nay. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc kính thiên văn rất nổi tiếng, hàng của Made in Japan. Và với một chiếc kính thiên văn có size rất là lớn, quý vị và các bạn có thể đặt chiếc kính thiên văn này trên sân thượng để chúng ta ngắm những vì sao đêm. Và như quý vị và các bạn đang thấy em review. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một lượt và sau đó là em sẽ báo giá trực tiếp về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Và đây là những cái mẫu mà người ta in trên các tô lô, trên cái hộp của máy. Máy vẫn còn nguyên đầy đủ hộp xốp và tất cả giấy tờ, các tô lô, hướng dẫn sử dụng. Và đặc biệt nhất, đây là cái từ Made in Japan. Như quý vị và các bạn đang thấy trong video, Made in Japan, đời của cái kính thiên văn này là đời 2005. Và chiếc kính thiên văn này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 3 triệu rưỡi. Và đây là cái các tô lô của máy. Quý vị và các bạn về chúng ta sẽ lắp theo cái hướng dẫn của các tô lô này. Và quý vị và các bạn hoàn toàn có thể đặt chiếc kính thiên văn này lên trên sân thượng để chúng ta ngắm những vì sao đêm rất huyền ảo. Và ngay sau đây thì em sẽ review cái mắt kính để quý vị và các bạn thấy được độ mới của kính. Kính vẫn còn rất là mới, rất trong ạ. Và tất cả máy thì vẫn được bảo vệ trong những cái hộp Meka để bảo vệ độ mới. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là kính của nó vẫn còn rất là mới, rất trong luôn. Cực kỳ đẹp, rất lung linh và lấp lánh. Và với mức giá là 3 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm trong video ngắn ngày hôm nay. Và do thời lượng của chương trình quá hạn, video ngắn của em cũng xin phép được kết thúc ở đây. Và trước khi tạm dừng video thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân yêu. Và em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.